Ông Võ Kim Cự trả lời khi bị chất vấn về việc cấp phép đầu tư 70 năm cho Formosa. Về việc cấp phép đầu tư 70 năm cho Formosa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự cho biết Thủ tướng đã có kết luận và không sai. Tại họp báo chính phủ mới đây, người phát ngôn chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chính thức thông báo, sau quá trình làm việc cẩn trọng, khoa học, khách quan, bài bản, ngày 28 tháng 6 năm 2016, Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường làm cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Liên quan đến thông tin này, trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, ông Võ Kim Cự, hiện là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết kết luận của các cơ quan chức năng đã rất rõ ràng, ông không có ý kiến gì. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố vào tháng 3 năm 2015, dự án nhà máy Formosa được Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng, nay là Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, cấp phép đầu tư với thời hạn 70 năm khi chưa được chính phủ đồng ý và vượt quá thẩm quyền, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Về thông tin này, ông Võ Kim Cự nêu rõ, không, Thủ tướng đã kết luận rồi, đồng chí xem lại hồ sơ, Thủ tướng có văn bản kết luận rồi, đúng thôi, trước đây anh ta làm 2-3 đợt. Ông Cự cũng cho biết đang bận họp nên không thể trả lời thêm các thông tin liên quan. Trước đó, tại buổi công bố kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về dự án Formosa, theo Thanh tra Chính phủ, căn cứ Điều 52 Luật Đầu tư năm 2005, thời gian hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu hoạt động của dự án và không quá 50 năm. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự án nhưng không được quá 70 năm. Đối chiếu với hồ sơ tại thời điểm thanh tra, theo Thanh tra Chính phủ chưa có ý kiến cho phép thời hạn hoạt động của dự án trên 50 năm. Đáng chú ý, đây là dự án FDI nằm trong khu vực khá nhạy cảm, cảng biển, khu vực liên quan đến an ninh quốc phòng nên cần phải xác định rõ để tạo sự đồng thuận cũng như trong quá trình triển khai và quản lý hoạt động dự án sau đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Kim Cự, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, thừa nhận việc Ban Quản lý Kinh tế Vũng Áng cấp phép đầu tư với thời hạn 70 năm khi chưa được chính phủ đồng ý là không phù hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. Sau khi xem xét báo cáo và giải trình của Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn là 70 năm trong giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án. Ông Cự khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nói. Trong kết luận thanh tra lúc đó, Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ Hà Tĩnh đã mắc một số khuyết điểm trong việc quy hoạch, chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra thực hiện tiến độ dự án tại dự án cấp thoát nước cho khu kinh tế Vũng Áng. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ tại một số dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt và việc quản lý sử dụng đất đai ở một số dự án đầu tư khác trên địa bàn, Hà Tĩnh cũng mắc phải một số hạn chế thiếu sót trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Liên quan đến những nội dung này, ông Võ Kim Cự và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thừa nhận kết luận của Thanh tra Chính phủ là khách quan và cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, chấn chỉnh những sai phạm. Ông Cự cho biết có cái đã xử lý, có cái đang xử lý và sẽ xử lý một cách nghiêm túc những khuyết điểm trên. Người được coi là đã có dấu ấn rất lớn trong quá trình triển khai xây dựng khu kinh tế Vũng Áng cũng như tổ hợp của Formosa chính là ông Võ Kim Cự. Ông từng là trưởng ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, sau đó là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh rồi bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Trong đại chiến dịch giải phóng mặt bằng cho dự án khu liên hợp Formosa, rất nhiều câu chuyện thú vị và cả kịch tính đã được các cấp lãnh đạo Hà Tĩnh, trong đó có hình ảnh ông Cự. Khi đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên có mặt trong những điểm nóng để chỉ đạo trực tiếp. Sau này, như chính thừa nhận một đại diện Formosa, nếu không có cách vào cuộc quyết liệt của cấp lãnh đạo, việc giải phóng mặt bằng khó lòng đạt được kết quả như kỳ vọng.